không? Khoan. Đâu chị đại? Đi kiếm chồng tương lai với mình đi. Nó theo gái kìa. Kiếm hết 5 ngày. Rồi có gặp nó chưa? Kiếm hết 5 ngày trời đó. Bây giờ mới thấy chỗ cạnh nó đây nè. Hay quá ha. Kiếm hết 5 ngày không gặp ha. Chị đi ngồi chị. Đây nè, qua đây nè chị, qua đây nè. Ê, 5 ngày rồi giờ mới gặp đó. Đây nè, qua đây ngồi xuống đây ơi. Nhớ không cho hung miếng má tôi mấy bữa rồi đó tới bà đó. Vô. Nghĩ không mày? Dạ. Sao vậy? Vợ chồng mà chị, hung đi em làm nhỏ không mà, em đâu có làm lớn đâu. Hung miếng đi, tội nghiệp. Nghĩ không? Chẳng ơn. Em hung không chưa? Em hung mà, nãy em hung 246 rồi đó. Tới chủ nhật còn chừa cho bà 357 đó. Không hết không đi. Không, chừa cho chị làm vợ lớn em phải chừa cho chị một và thời gian đó chị. Chị làm không có hai vợ trời. Chị vợ khỏi đây. Mày cưới em đây gãi nhận cái vợ. Cái nhỏ này em biết tại vợ trước ông không hay ta hay là mới, nhỏ này mới gì? Mới à? Ừ. Đẹp quá đẹp tợ, nhìn. Khỏi nhận cái à. Khỏi cưới gì cả. Tám nhận này của em. Nhận của chị không bán rồi. Không phải bán mà ông đi cầm rồi. Ông đi ông kia cầm rồi. Nghe lời. Ừ. Cầm nghe rồi. Nghe lời. Cầm mới chịu à. Dạ lo anh không đủ sao vợ lương đủ sao. Ừ. Cầm cỡ đó cầm. Chứ sao bây giờ có tiền còn phải cầm chứ sao? Vì em hỏi chị mấy em nhà chị đi đâu? Bà cũng đi theo chồng khác chứ bà có vừa đâu ạ? À. Có đâu? Bà phải không? Bà đi theo ông Tài phải không? Bà đi ông Tài nè, cưới gặp dễ dàng. Na đi đầu chọc phải không? Bà đi theo Cà Thiên bà chết bà. Bây giờ bà đi thì tôi vô. Bây giờ làm lớn làm bé đi ha. Ha. Đây là khỏi đây. Trời. Đi. Chạy đâu rồi chạy? Đi là mất chồng rồi. Đi về bển ở với Tài Thiên luôn á dạ. Đi là mất chồng đó nha. Bà đi là tôi đi với ổng luôn đó nha. Đi rồi. Đi chơi chút xíu đảo lỡ à. Đi đâu rồi chạy? Dặn rồi, dặn. Rồi, dặn thì dặn đi. Thôi dặn luôn đi, cho bà dặn luôn đi. Nhớ bà đó. Chạy. Bây giờ bà dặn nè, mình đi. Bây giờ bà dặn em không cho bà làm nhỏ, em làm lớn. Hả? Không cho bà làm nhỏ thì cho bà làm lớn. Đi chút xíu đảo lại. Chút xíu đảo lại ha. Chị ơi. Rồi. Đi đâu rồi chị? Cái này bỏ Long ơi, có Long rồi. Giày biết Tài Thiên luôn rồi. Sao không gặp anh Long gặp dài cái gì à? Đẹp lắm dài à, em cua ổng mấy ông dài rồi mới gặp nè. Thấy không? Tao không có vậy. Em á hả? Chú anh chịu à. Rồi đâu. Khó cần. Chạy. Khó cần à. Hỏi nó hoa quánh bãi đầu nó. Rồi người hai đứa đi anh ơi. Đừng ai chạy đi nè. Thế là bây giờ em trả lời cho chị luôn, em nghĩ lấy rồi. Thôi khỏi. Vừa đây bà đó. Không, em nhường cho chị đó. Không phải bà ơi. Sao bà hay dị quá má ơi. Má phải muốn chết sao má hay dị quá. Hôn miếng đi má ơi. Hôn miếng làm hoài. Thôi khỏi. Có thằng Khương. Hôn miếng bên đây hôn đó à. Thôi ca. Bây giờ chị hôn anh đi, anh nhớ chị mấy em dài đó. Hôn miếng. Không đôi, nhớ đi. Hôn miếng rồi. Hôn miếng rồi. Hai vợ chồng là tình xưa. Hôn miếng coi. Thôi khỏi. Hai chồng là tình xưa đi chị. Hôn miếng coi chè. Thôi khỏi nè. Dạ chị không nói là hồi em nói đó. Chị hôn ảnh đi, nó là tình xưa đi. Hôn liền. Hôn em hôn đi. Hôn liền. Hôn em hôn đi. Không đi chị em nhượng chị hôn miếng hôn vô. Không miếng coi. Hai chồng là tình xưa đi chị. Không là má này không thiệt đó nghe, thèm lắm rồi đó. Cả ngày nó cưới vậy. Thôi đi mà, dặn hoài, không miếng coi. Không. Sao? Dặn rồi. Gì đâu mà dặn biết nữa. Dặn rồi. Thôi mà. Trời chịu chưa? Chịu chưa? Dạ chị đại hỏi ổng rồi giữa chị với bên đây nè, rồi chọn ai? Chọn ai? Bây giờ nói trước ha. Bên đây giờ nó nhỏ ha. Rồi. Cái gì không được thì nói cho được. Còn bây giờ mình làm lớn phải không? Làm lớn giờ hỏi giờ ra điều kiện. Thì cũng gian Tài Thiên vậy đó. Vợ lớn nhỏ đó. Nếu mình chịu làm vợ nhỏ thì phải chu cấp.
Ừ, như thế nào đó vậy đại? Ý sao? Trời ơi, trời. Sao chị đại? Mà sao chị bây giờ em nói là giờ em làm cho nhỏ đi rồi chị làm cho lớn. Ừ. Nữa em chu cấp cho chị vui vẻ thoải mái. Tiền bạc không? Không thành vấn đề, vui vẻ. Ngày mua cho chị chị ngày mua chị chục cái vé. Ngày mua chị chục gói. Đi mà. Con mua được rồi coi con mua được cơn. Tại sao? Con mua được cơn hả? Giờ chị cho chị giờ chị làm vợ về cho lớn hay vợ nhỏ? Cần cưới nhau rồi làm với cách vợ luôn rồi. Cưới nhau chưa? Má. Ồ, nhẫn cưới luôn trời. Nhẫn cưới ha. Chưa có cưới là người ta được quyền đó. Cái nhẫn này em thấy mua ngoài chợ Kim Biên hay gì phải không? Nhẫn này mua ngoài chợ Kim Biên phải không? Ở gần cỡ lớn này rẻ hơn nữa. Nhiều. 7 triệu. 7 triệu. Sao mắc chứ hả? Ừ. Ủa em mua cho ổng có 25.000 à. Em mua cho ổng chiếc có 25.000, mua cái chục chiếc vậy sao chị mua tới 7 triệu vậy? 7 triệu. Thấy không? Để người ta có thuốc giá là không bà. Quen mà đúng mà. Quen không phải không? Ủa, 7 triệu á. Hai người nói chuyện hồi thấy thận thảo á, chắc cho là mày nói gì đó. Mấy qua đây ngồi luôn đi. Cho là qua đây ngồi đây. Thôi thôi này. Mấy chị ngồi chị cứ xuống đó đi. Đây ngồi đây đi. Đó. Không. Hai chị đi. Hai chị em ngồi đi. Ngồi đi mà. Ngồi chung đi. Bắt cơ. Trời tức quá. Ngồi đó, bà chị ơi, em nói chuyện đi. Sao bớt cái sao bà bớt cái dùi cui của ổng hoài vậy bà? Thế là cái gì thì tối mình giải quyết. Không giải quyết đâu vậy. Chị tay luôn à. Chị ta luôn hả? Bà nói thiệt không? Thiệt luôn bà đó. Tiền ai đấy đi, đường ai đấy đi phải không? Ừ. Vui vẻ phải không? Rồi đấy, dạ. Dốc đơn không? Rồi hết đơn luôn. Rồi có lấy gì là không lấy luôn đi. Cởi áo cởi quần gì không lại không? Đồ đạc kiểu lấy luôn đi chị. Làm thiệt. Nói thiệt không? Làm thiệt cái cờ luôn vậy đó. Hồi nãy ông bán cái số cho bà sao bây giờ bà dặn nào? Mình bán. Bà con mua cái bán đúng triệu. Vậy đó hả? Không, ở con cô hai đúng không? Lấy cuốn của con mày, nhà cô hai đi, có kèn mày, bây giờ nghỉ lấy luôn. Sao? Chị bà nói là chia tay quả trời chưa, ổng chưa có chịu mà sao bà chia tay? Cao. Không. Đó, không có cho vui vẻ nói chưa? Cay anh ơi. Nó không, rồi chia tay hoài chèn. Chia tay đi, lần em đi. Anh muốn lấy ngã em không? Bà chia tay xong bà đi theo thầy Hiên phải không? Ờ, không, ừ. Chính xác. Giờ bà đi theo ổng thì bà đi theo thầy Hiên thì tôi đi theo ông này. Rồi ok, chốt đơn. Chia tay luôn, quyết định. Rồi chia tay phải không? Có chia tay ra thì đúng đơn 100%. Ngồi lại. Không, tôi không có ngồi, chờ anh đi, anh khỏi, bà ở đây luôn đi má ơi. Rồi, rồi. Chết rồi, được ai đấy đi luôn rồi. Em chia tay luôn. Đi Thiên luôn hả? Dạ kính thưa Thiên luôn hả? Ừ. Đã bộ hơi vậy đó. Rồi sao? Chị Đại không chấp nhận sao? Không chấp nhận bà nhỏ sao? Chị Đại. Rồi chị Úc Long có bà nhỏ không? Trời, xuống bùi lùm luôn rồi kìa. Xuống bùi lùm luôn rồi kìa. Ê, đồ cắt. Trời ơi. Không ăn là không được nữa. Đi xuống bùi lùm rồi kìa. Trời ơi. Xuống dưới làm gì chứ? Xe kìa. Xuống bùi lùm luôn. Sao mà bà bỏ ổng rồi, bà đã lại kiếm ổng làm vậy? Trời ơi. Bây giờ là hai người ta đi kìa. Rồi sao? Đi với sao vợ? Đủ con. Nó bỏ bây giờ mà nói gì vậy? Xuống luôn. Không thèm không cần rồi. Có ai cần luôn rồi. Trời ơi. Rồi giờ nó ba mà cũng lời chị đây. Sao chị? Cái cây đây. Khoan. Má xin cha chưa có nói là tình xưa đứng đây đi nào tôi cha cho bà mới lấy được. Bà tôi giờ tôi làm cho lớn rồi, bà làm như nhỏ đi. Nhỏ. Khoan, nãy bà nãy trên đó bà nói sao nãy bà nói là bà má này. Cái này cũng ta, của mấy cuốn này lại giờ là lớn của em rồi. Bà đủ 8 cái chị.
8 cái rồi. Cơ. Bà không có chịu bà. Chịu không anh? Chịu không? Để coi đồ vỏ bữa đã rồi khỏi chịu không kìa. Này của em chị ơi, của em mới ổng mới mua cho 280 cho em á. Mới mua. Cao 2 triệu đây. 2 triệu gì 2 triệu hoài. Rồi sao? Giờ quyết định sao? Giờ lớn nhỏ đó giờ xử lý đi. Cái gì vậy? Lại cái gì vậy? Đâu nữa ơi. Dạ. Ok là gì vậy? Cái gì mà giật đầu tóc ta xuống rồi. Trời ơi. Sao sao giật tóc của ta thì rớt luôn. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Sao giật đầu tóc trời trời. Đánh luôn rồi. Không nè, không kêu nào nè. Ai đâu kêu. Bọn kêu rồi. Bọn kêu rồi. Bọn kêu rồi. Bọn lại nè. Kỳ trời. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Tới kìa, tới kìa, lấy kìa. Rồi bỏ tóc lại. Rồi kìa kìa, tới rồi. Đưa lại cho em. Có đầu tóc mới. Đưa lại cho em. Rồi. Chào chị. Rồi nó ơi. Rồi đi rồi. Sao hả? Bà về bên đây mà. Trời ơi. Ai có đây bà đợi? Ai bên đây? Bà bên đây. Bà không giả hả? Không thì tóc thiệt người ta nè trời. Nó nãy thấy không? Giả hả? Hồi nãy đi với ông tóc giả là cho nó xì tai thôi. Còn nó tóc thiệt nè thấy không? Có giả rồi tóc giả. Tao có tóc thiệt đó. Thiệt đó. Gái đời. Gái thiệt đó. Thấy chưa? Bà vậy chị. Bỏ đầu đi, bỏ đầu đi giờ. Rồi luôn quá rồi. Đi em thá nè. Văng cái đầu nữa quá. Bà nằm ba cái nữa là trở về đi trung tâm chỉnh hình đó. Có đi Sài Gòn hả? Đi Sài Gòn rồi phải không? Có giấy luôn hả? Giờ sao bà có nói là tình xưa với ông không biết tôi đi kiếm thằng chồng khác coi. Có đi má mà mệt nó quá mới lấy con hà mà mệt chưa. Rồi vậy là vợ chồng sẽ mệt không? Rồi ổng mà xuống bụi lầm luôn. Dạ anh chị để đẻ xe của Hương đậu ngoài trước nè. Nhỏ rồi. Ngủ rồi. Đúng rồi. Cao nữa đây nè. Vậy là hết mất kem rồi á. Rồi lấy chùm tóc giả không mấy trăm tặng luôn. Trời nhỏ thành ra không? Ta hiểu lầm rồi giờ nó thành ra không? Nãy sao chị lại? Nãy là hiểu lầm thôi hay là sao? Hiểu lầm cái gì? Hay hiểu lầm hay gian thiệt? Rồi cái vô bên trong. Không thiệt á. Gian thiệt luôn hả? Đó. Mấy nãy không biết nam gian thiệt hả? Thôi hút gãi, mày nói bà nội ơi, nãy bà nói thì bà bảo ổng về bà xuống dưới bà bắt ra mà lột tóc giả tôi lần sau. Ơ, à, lao bà... nè. Vụ bà ổng vừa vừa mình là chị em không với nhau, bà nội thì thiệt tình á. Bà ta biết tôi bây đây gần sao má. Bây đây thầy cần. Thấy không? Cảm ơn, góp cưới coi nè. Cưới hoài má, này đem gì. Đâu lưng hai tay coi, sắp đám cưới đâu. Ờ, nhậu cưới nha, nhậu cưới nha. Rồi chào làm đám cưới, chừng nào làm đám cưới. Chừng nào làm đám cưới. Ủa, bữa nào á, hồi hả? Để nhiêu mâm. 50 mâm lần hả? 5 người, 5 mâm mà. 5 youtuber mình. Nhiều, mấy người. Youtuber mình nè. Youtuber mời mấy người, mà hết luôn phải không? Hết luôn mà. 5 người hả? Để món gì, chuột sầu rau găm hay gì? Ừ, hai người đó tưởng nói cơm luôn không? Cà cuộc thôi, ngon không? Đám cưới mà xào chuột tải hả? Ừ. Ngon mà. Ngày ngày mình mà. Còn món gì nữa không? Còn món gì nữa không? Đặng đãi hết luôn nè. Cá lóc với cá lóc. Cá lóc nướng. Cá lóc hấp phải không? Cá lóc hấp phải không? Nướng rồi cá lóc hấp phải không? Hôm qua xào hột vịt. Là đám cưới đãi có hai món vậy đó hả? Hồi nãy món mà. Món gì nữa? Năm món năm người đúng rồi đó, còn ba món nữa. Ba món kia nữa. Ông kia không gì? Nãy quên gửi gì anh? Gửi gì? Gửi gì? Ông kia không gì? Nãy gửi gì? Gì? Que sầu thịt. Sầu thịt ngon hơn, muốn gỡ đó. Là nữa là chị là thợ nấu luôn hả? Thợ nấu luôn hả? Cô dâu làm thợ nấu luôn. Làm cô dâu làm thợ nấu luôn phải không? Em MC ca sĩ luôn đó. Em MC ca sĩ luôn phải không? Ca sĩ. Nhưng muốn cắt rồi. Đại ơi,
Ví dụ như có người tài trợ gì làm hai chồng làm đám cưới thì sao? Chốt đơn luôn. Chơi luôn cái gì? Chơi lo luôn. Đám cưới luôn ha, đã nhiêu mâm? À, các 50. Cái gì? 50. 10 luôn, cho có 10 luôn thương. Mà 50% bà nội 10 là sao? 100 mâm luôn. Nhiều lắm á nha, nhiều tuber lắm á nha. Bữa rồi. Bom nãy nè, nó đúng không? Trái này giờ. Phải có nhiêu đây đâu, còn nữa. Còn nữa là sao? Nãy đó, đó còn trai hay gái à? Tôi đây. Tôi nhảy quyền thoại của múc đâu đó, hồi ra nhảy ra chấm đâu nhảy không? Nhảy không? Anh nhảy giống không không? Bây giờ tóc giả vô đẹp lắm á, bả như gái vậy đó. Thôi khơn, hồi là ông đã vượt chồng rồi. Ngon con ơi. Thôi, ngon con ơi, ông vui luôn đi. Đó, này anh bị gì đó? Anh bị gì không? Đó bị gì vậy? Đâu nhảy à? Nhảy giống mà, giống mà đó rồi. À. Nhảy kiểu tặng ấy. Quay đây. Mới làm đi. Bậy. Đầu rồi nha. Đầu uống thuốc rồi còn nhức đầu nữa hả? Ừ. Kiến không khâu. Rồi vậy thôi. Dạ mấy bye mọi người nghe hả? Mấy bye mọi người nha. Hãy ngồi clip mới nha mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Chị đại mấy bye nha. Mấy bye chị đại. Mấy bye chị đại luôn. Bà đi chị xuống bộ tóc giả của em mà lại chị. Mấy bye bà nhỏ, mấy bye bà nhỏ luôn. Bà nhỏ rồi hả? Dạ bà nhỏ rồi. Bà nhỏ rồi.